Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Host News bóng đá ngày 23 tháng 6 năm 2020. Lost Sport sẽ luôn cập nhật những thông tin bóng đá nóng hổi nhất đến các bạn. Nên hãy ngay lập tức subscribe ngay kênh YouTube của chúng mình và nhấn chiếc chuông nho nhỏ. Và ngay bây giờ Lost Sport xin mời các bạn đến với những nội dung nổi bật trong ngày hôm nay. Real chiến thắng tranh cãi bằng 3 quyết định có lợi từ VAR. Ramos chấn thương sau khi lập siêu kỷ lục tại La Liga. Messi tiết lộ vết thương khủng khiếp sau pha tắt bóng ác ý của hậu vệ Sevilla. Lampard chấn chỉnh học trò ngay sau màn lội ngược dòng trước Aston Villa. Klopp lý giải nguyên nhân cất Salah trên băng ghế dự bị ở derby vùng Merseyside. Sancho không vào nổi top 5 sau U21 có lương cao nhất. Cầu thủ vô danh Hauser đi vào lịch sử bóng đá Anh với bàn thắng vào lưới Chelsea. Làm cách của Real Sociedad, Real Madrid phải rất vật vật mới có thể giành chiến thắng với tỷ số 2-1, qua đó xoán ngôi đầu bảng của Barcelona sau 30 vòng đấu tại La Liga. Nhận định về tình huống, cựu trọng tài Andújar Oliver, chuyên gia phân tích tình huống của Marca, đưa ra quan điểm đó là một quả penalty vì đã có tác động. Mặc dù có nhiều pha bóng tác động như vậy trong trận đấu, nhưng VAR đã xử lý đúng vì pha bóng dẫn đến tình huống ăn bàn rõ rệt. Tình huống thứ hai là bàn thắng bị từ chối của Martin Odegaard vào phút thứ 68. Odegaard tung cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng bàn thắng bị loại trừ vì Mikel Merino đã việt vị và can thiệp vào tình huống. Ông Andújar Oliver cho biết Mikel Merino đã cản trở tầm nhìn của thủ môn trong pha dứt điểm ấy. Đó là lý do tại sao bàn thắng không được tính. Cuối cùng là bàn thắng nhân đôi cách biệt của Benzema. Các cầu thủ Real Sociedad cho rằng tiền đạo người Pháp đã có pha hãm bóng bằng tay. Dù vậy, VAR xác định bàn thắng hợp lệ khi Andújar Oliver cũng đồng quan điểm đó là bàn thắng hợp lệ vì không có dùng tay chơi bóng. Với bàn thắng vào lưới Real Sociedad, Sergio Ramos đã đi vào lịch sử là hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử La Liga. Tuy nhiên ngay sau đó, anh lại phải rời sân vì chấn thương. Trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trên sân của Real Sociedad, Sergio Ramos chính là tác giả bàn thắng mở tỷ số với pha đá penalty chính xác ở phút thứ 50. Với pha lập công này, Ramos đã có bàn thứ 68 tại La Liga, vượt qua Ronald Koeman để trở thành hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu. Thực ra, Fernando Hierro, tiền bối của Ramos, đã ghi tới 105 bàn thắng tại La Liga trong sự nghiệp. Song, cựu thủ quân của Real Madrid này ghi được khá nhiều bàn thắng khi còn thi đấu ở vị trí tiền vệ. Trong khi đó, suốt sự nghiệp Ramos chỉ gắn bó với hàng hậu vệ. Ở mùa giải 2019-2020 cũng là mùa giải chứng kiến Ramos ghi nhiều bàn thắng nhất từ trước đến nay. Hiện thủ quân của Real đã có 9 bàn trên mọi mặt trận, bao gồm 7 bàn tại La Liga. Tuy nhiên, Ramos khó lòng nâng cao thành tích trong thời gian sắp tới. Sau khi ghi bàn, anh đã gặp phải một chấn thương đầu gối. Sau một tình huống va chạm với Alexander Isak, Ramos tỏ ra khá đau và phải tập tễnh rời sân ở phút thứ 59, nhường chỗ cho Eden Militao. Mất Ramos là một tổn thất lớn cho Real, nhất là khi cuộc đua sông mã đến chức vô địch La Liga với Barca đang đến hồi khốc liệt. Hôm 20 tháng 6, Barca đã bị Sevilla cầm hòa với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến họ mất ngôi đầu La Liga vào tay của đại kình địch Real Madrid, đội mới hạ Real Sociedad 2-1. Trong trận hòa Sevilla, Messi đã bị hậu vệ Carlos đập thẳng vào chân phải cực kỳ nguy hiểm. Carlos may mắn không bị truất quyền thi đấu, song hành động của anh đã để lại trên chân Messi một kỷ niệm. Đó là một vết thương dài trông rất đáng sợ. Messi vốn là người hiền lành nhưng cũng cảm thấy bực tức vì kiểu thi đấu triệt hạ từ Carlos. Hệ quả là vào cuối hiệp 1, siêu sao người Argentina đã đẩy Carlos xuống sân sau một pha tranh chấp. Vào ngày 24 tháng 6, Barca sẽ tiếp đón Atletico Bilbao ở vòng đấu thứ 31 La Liga. Với tình hình hiện tại, gã khổng lồ xứ Catalan không được phép sảy chân, đồng thời hy vọng Real sẽ đánh rơi điểm số để đòi lại ngôi đầu bảng. Về phần Messi, anh vẫn khỏe mạnh, không gặp bất kỳ vấn đề gì về chấn thương và sẵn sàng ra sân cho Barca trước Bilbao. Mùa này Messi đã ghi tổng cộng 28 bàn cùng 18 đường kiến tạo cho Barca sau 34 trận ra sân trên mọi đấu trường. Mặc dù hài lòng với chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Aston Villa, nhưng huấn luyện viên Frank Lampard vẫn lên tiếng cảnh báo các học trò cần biết cách chiêu cơ hội hơn. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Frank Lampard cho biết chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh và chất lượng tuyệt vời trong hiệp 2 để giành chiến thắng. Vì thế tôi rất hài lòng khi được hỏi để làm cách nào để thúc giục các học trò trở lại trong hiệp 2 đầy hưng phấn sau bàn thua bất ngờ ở những phút cuối hiệp 1. Huấn luyện viên Lampard chia sẻ, thật là bực bội, nhưng khi bạn nói chuyện với các cầu thủ, đó phải là về giải pháp chứ không phải về sự thất vọng. Chúng tôi đã phải đảm bảo rằng đội bóng tiếp tục luân chuyển trái bóng nhanh nhất có thể, tiếp tục tấn công như đã làm và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề cho Aston Villa. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu này vì chúng tôi kiểm soát bóng rất nhiều. Nếu chúng tôi chắc chiêu hơn, mọi chuyện có thể trở nên dễ dàng hơn, chiến lược gia người Anh nói tiếp.
huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool đã khiến nhiều người bất ngờ bằng quyết định để Mo Salah trên băng ghế dự bị, gạch tên hậu vệ Trent Alexander-Arnold khỏi danh sách thi đấu ở trận derby vùng Merseyside với Everton. Lý giải cho những sự thay đổi nhân sự trong derby vùng Merseyside, huấn luyện viên Klopp chia sẻ có nhiều lý do khác nhau dẫn đến sự thay đổi đội hình. Đây là khoảng thời gian đặc biệt và chỉ có 4 tuần chuẩn bị. Chúng tôi không thể bỏ qua việc đội bóng sẽ tiếp tục thi đấu vào ngày thứ tư. Đây không phải là trận đấu cuối cùng của mùa giải, vì vậy tôi phải suy nghĩ một chút về điều này. Một số cầu thủ không thể tập luyện trong tuần trước. Họ đã tập luyện nhưng không phải với toàn độ như Mo Salah và Robertson. Ngày hôm qua họ đã tập luyện và cả hai đều rất tốt. Đó là lý do Salah có tên trong danh sách dự bị, còn Robertson không có. Nhưng thứ tư cậu ấy sẽ trở lại. Với Robertson, điều tốt nhất là cậu ấy cần nghỉ ngơi sau trận đấu này và sau đó trở lại vào thứ tư. Đối với Salah, ngồi trên băng ghế là điều đúng đắn với tình hình của cậu ấy, chiến lược gia người Đức nói thêm. Nói về sức nóng trên thị trường chuyển nhượng lúc này, Sancho nhận số 2 thì không ai dám nhận số 1. Anh là một trong những cầu thủ trẻ hàng đầu thế giới, nhưng giờ so về mức đãi ngộ, cầu thủ người Anh không có nổi trong top 5. Tại Dortmund, Sancho đang hưởng 190.000 bảng một tuần. Nhưng dù chịu chi như vậy, Dortmund vẫn đang lo ngay ngáy có thể mất Sancho bất kỳ lúc nào trước sức mạnh tài chính của các đội bóng khác, điển hình như PSG, Juventus hay Chelsea. Ba đội bóng kể trên đang sở hữu những ngôi sao dưới 21 tuổi nhận lương trong top 5 thế giới. Cụ thể, ở vị trí số 1 không thể khác được là cái tên Kylian Mbappe với việc bỏ túi 325.000 bảng một tuần. Với mức lương này, PSG tự tin có thể giữ chân tiền đạo người Pháp thêm nhiều năm nữa, bất chấp sự lôi kéo mạnh liệt từ Real Madrid. Đứng thứ hai là Joao Felix, tân binh của Atletico Madrid. Thân số tiền chuyển nhượng của Joao Felix từ Benfica sang Atletico Madrid đã lên tới 115 triệu bảng, thì việc anh nhận được 255 triệu bảng mỗi tuần cũng là hợp lý. Hai trong số ba người còn lại trong top 5 là Manchester United và Gianluigi Donnarumma đều là những cái tên đang nổi lên từ lâu. Riêng trường hợp của Christian Pulisic khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ vì không nghĩ Chelsea lại phải trả tới 230.000 bảng một tuần để lôi kéo được cầu thủ chạy cánh người Mỹ về St. Patrick. Càng bất ngờ hơn nếu biết một ngôi sao được đánh giá cao như Erling Haaland chỉ đứng cuối top 10 khi chỉ thu về 100.000 bảng mỗi tuần từ Dortmund. Hậu vệ Conny Houses của Aston Villa đã đi vào lịch sử bóng đá Anh với bàn thắng mở tỷ số vào lưới của Chelsea khi trở thành cầu thủ thứ hai ghi bàn ở 4 hạng đấu chuyên nghiệp tại xứ sở sương mù, tiếp đón các cầu thủ Chelsea trên sân nhà Villa Park ở vòng 30 ngoại hạng Anh. Các cầu thủ Aston Villa bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng đã thi đấu rất quả cảm, phong tỏa mọi hướng tấn công của các cầu thủ còn lại khách. Không những thế, Aston Villa cũng đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống tổ chức phản công. Phút thứ 43, từ tình huống tấn công bên phía cánh trái, bóng được tạt vào trong vùng cấm của Chelsea và sau hai lần dứt điểm, hậu vệ Conny Houser đã dứt điểm tung lưới thủ thành Kepa để mở tỷ số cho các cầu thủ Aston Villa. Đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ 24 tuổi tại sân chơi ngoại hạng Anh. Với thành tích này, Houser đã trở thành cầu thủ thứ hai ghi bàn ở cả 4 hạng đấu chuyên nghiệp của bóng đá Anh sau tiền đạo Gary Hopper của Norwich. Houser trưởng thành từ đội đào tạo của Wycombe Wanderers rồi thi đấu ở giải League Two hạng 4 của nước Anh và có được 2 bàn thắng sau 23 trận thi đấu trong hai mùa giải 2012-2013 và 2013-2014. Đến tháng 6 năm 2014, Houser chuyển sang Wolverhampton và được đội bóng này cho mượn tới Gillingham đang thi đấu ở League One hạng 3 nước Anh. Tại đây, Houser có được 1 bàn thắng sau 14 trận ra sân ở mùa giải 2014-2015. Bước sang mùa giải 2019-2020, sau nửa đầu bị đẩy xuống đội U23 thi đấu, Houser được huấn luyện viên Dean Smith tạo cơ hội lên đội 1 từ giữa tháng 12 năm 2019 và liên tục đá chính kể từ đó tới nay, chỉ ngồi ngoài duy nhất trận đấu với Leicester City hồi đầu tháng 3. Tuy đã có 13 trận đá chính ở ngoại hạng Anh nhưng đến trận đấu đêm nay, Houser mới có bàn thắng đầu tiên ra sân ở ngoại hạng Anh. Kết quả vòng đấu 30 ngoại hạng Anh, Liverpool bị Everton cầm hòa không bàn thắng trong trận derby vùng Merseyside và chưa thể vô địch sớm. Trong khi đó, Chelsea ngược dòng ấn tượng cho Aston Villa để củng cố vị trí trong top 4. Cách biệt bây giờ giữa Manchester United và Chelsea là 5 điểm. Làm khách tại Goodison Park trong trận derby vùng Merseyside trước Everton, Liverpool đã không thể có được 3 điểm trọn vẹn. Kết quả bảng xếp hạng vòng 30 La Liga 2020, đánh bại Sociedad Real Madrid sang bằng cách biệt điểm số 65 với Barcelona, kền kền trắng vượt qua đại kình địch để chiếm lấy vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga nhờ hơn thành tích đối đầu. Real Madrid hòa 1, thắng 1 trước Barca ở mùa giải này. Trong khi đó, Atletico Madrid và Sevilla có cùng 53 điểm, giữ vững vị trí trong top 4 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha mùa giải năm nay. Phía cuối bảng xếp hạng, Real Mallorca, Leganés và Espanyol đang chạy đua khốc liệt để tranh suất trụ hạng ở mùa giải sau. Kết quả bảng xếp hạng vòng 26 đá bù vòng 25 Serie A 2020, Atalanta thắng đậm Sassuolo với tỷ số 4-1. Với kết quả này, đội bóng của huấn luyện viên
Sapeni đã xây chắc vị trí thứ tư của mình với 51 điểm sau 26 vòng đấu. Ở trận đấu diễn ra sau đó, các cầu thủ Inter Milan cũng đã có được một trận đấu tốt trên sân nhà khi giành chiến thắng 2-1 trước đội khách Sampdoria. Giành thắng lợi trên sân nhà, Inter Milan đã duy trì được khoảng cách 5 điểm so với đội đứng thứ 3 là Lazio. Tin tức vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng mà Lovesport cập nhật đến các bạn trong ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hãy nhanh chóng subscribe ngay kênh YouTube của Lovesport và nhấn chiếc chuông nho nhỏ để luôn là người nhận được những thông tin bóng đá trong nước và quốc tế nhanh nhất nha. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin host nhiều bóng đá tiếp theo của chúng mình.